trở lại với Ellie Channel và mình là Ellie Tyson đây. Chào tất cả mọi người. Úi mọi người sao đông vậy? Mọi người biết không? Hôm nay Ellie sẽ có một cái thử thách, nhưng cũng chính là một cái trò chơi cho tất cả các bạn đang có mặt ở trong phòng đây. Ở đây sẽ cùng có bạn Su Tyson này, Lucy Tyson này, chú bé Đần ET và Nagu Tyson mọi người. Đông dã man. Úi giời, còn ai nữa đây? Báo danh ngay, báo danh ngay. Là tài trợ mọi người ạ, nhà tài trợ đấy mọi người ạ. Và cũng là một là Nấm sẽ phụ trách cái vấn đề là sẽ là hỗ trợ mọi người trong cái trò chơi này mọi người nhá. Thì Ellie chia sẻ mọi người, đây là một trò chơi nói nôm na là sẽ là gọi là nhìn hình đoán vật, nhưng mà mình có thể đặt tên là gọi là tam sao thất bản được mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là người đầu tiên chúng ta sẽ có nhận được một cái chủ đề, sau đó họ sẽ phác họa lại ý tưởng của họ lên trên cái bức tranh, sau đó thì người thứ hai sẽ tiếp tục thế vào vị trí đấy và chúng ta sẽ nhìn bức tranh của người trước và vẽ lại theo ý của tưởng của mình với cái chủ đề hay là cái từ khóa mà mình nghĩ rằng đó là từ khóa đúng. Và sau khoảng tất cả những người chơi ở đây, mọi người đã chuẩn bị xong ấy, mọi người đã vẽ xong ấy, thì người cuối cùng sẽ đoán, và nếu mà người cuối cùng mà đoán đúng thì thử thách và trò chơi chúng ta sẽ là thử thách thành công mọi người. Mọi người thấy đã thể lệ chúng ta đã rõ ràng chưa? Mọi người đã thấy sẵn sàng chưa? Còn người chưa mọi người ạ? Ôi trời ơi, mọi người chưa hay rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Mình từ từ phải tưởng tượng thật kỹ nào, bởi vì là cái này là Ellie quyết định vận mệnh của trái đất này mọi người ạ, vận mệnh của Team Titan mọi người ạ. Rồi, ok nấm bấm giờ chưa? Cứ màu là bắt đầu có thể có giờ. Ok nhá, chị mọi người chuẩn bị nhá. Nấm đếm chậm thôi nhá. Chậm thôi mọi người. Vô là bắt đầu bấm giờ. Ok chuẩn bị này, hai ba bắt đầu. Wow. Rồi mọi người, cái này phải rất là nhanh bởi vì đây là một cái chủ đề mà thực sự nó cần phải sự tinh tế và cũng như là rất nhiều cái trí tưởng tượng mọi người. Bây giờ mà mọi người ơi, Ellie vẽ như này mà không đoán được thì buồn lắm mọi người ạ. Ellie buồn mọi người nắm luôn đấy mọi người. Rồi, bây giờ mọi người chưa? Mọi người thấy cái gì trên trời không? Bên ngoài đã sơ trắng chưa? Mọi người ơi, chắc chắn là sao không kìa. Mọi người bình tĩnh nha. Đó. Mọi người đừng cười, đừng có cười. Cười là không vẽ được đâu. Mọi người ơi, Ellie vẽ bằng cả tâm huyết, nỗ lực và tinh thần của Ellie đấy. Cái gì đây nhỉ? Đây xong rồi. Nấm ơi, theo nấm thì Ellie vẽ này mọi người có đoán được ra không? Đang hỏi thử nấm đấy. Hỏi thử nấm đấy. Cái này có thể đúng không? Chứng tỏ là nấm bảo là khả quan, chứng tỏ là Ellie có hy vọng rồi. Có hy vọng. Ok. Cố lên mọi người ơi. Cố lên. Là chúng mình đang phải bài bài cái tình nữ đi ngoài. Ok, người tiếp theo đó là chú em làm tính năng gian kìa mọi người. Anh không có. Tin. Ellie tin. Ellie tin mọi người. Phải tin chứ. Cái gì? Trời ơi, vẽ đẹp và đơn giản thế cơ mà. Sao lại không được? Cố lên. Em lấm cái bóng nữa. Cố lên mọi người ơi. Thực sự là mọi người ơi, lúc với một thời gian thời lượng là chỉ có 1 phút thôi ấy, thực sự là không kịp làm gì luôn mọi người ạ. Nhưng mà may thay là Ellie đã... Thực sự là cái chủ đề này lại đối với Ellie là cái chủ đề đã cực kỳ dễ, cho nên Ellie nghĩ rằng là mọi người chỉ cần nắm bắt những cái mấu chốt của cái bức tranh thôi là mọi người đoán ra ngay. Cố lên. Châu Hồng có tên. Là em nghĩ đúng không mọi người? Để tí nữa xem sự phân công của nấm nhá. Cố lên. Ra là chắc chắn chúng ta sẽ phải rất là mệt mỏi. Chủ đề đấy mọi người. Mệt mỏi quá là chỉ tưởng tượng sâu xa luôn. Thật cái lúc mà nhận cái chủ đề Ellie còn không nghĩ rằng nấm nghĩ ra được cái chủ đề đấy mọi người ạ. Trời ơi, chủ đề ba cháy luôn. Thật, phải gọi là máy cháy luôn rồi. Ba cháy luôn. Thật, ba cháy luôn.
cố lên, 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 không thiếu, không thiếu, ôi trời, vẽ thế nào rồi mà lại chưa hết, vẽ thế nào mà chưa hết, trời, trời chết rồi, vâng vâng, y đúc luôn, á, ôi trời chết, hay, được, 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 được. Su, Su ơi, cố lên Su ơi. À, Su Su luôn hả? À, Su vậy nào? Ok, ok, ok. À, ok, ok. Xong rồi. Su nằm ngủ trước khi nhìn thấy bức tranh của chú bé Nam đây. Đang đợi, Eli đang đợi những kỳ tích xảy ra trong cái lượt chơi này mọi người. Kỳ tích, kỳ tích. Easy, easy. À, easy à? À, lại nữa. Được, được, được. Nhưng biết gì chưa mà easy. Trời. Biết rồi đúng không? À, ok, 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 ok. Mọi người ơi. Chưa, 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 chưa. Chúng ta lại lắm. Run quá mọi người ạ. Thì tin của chúng ta quá run rồi ạ. Chỉ có một cơ hội này nhá. Dạ, dạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Chứng tỏ mọi người, Eli bảo mọi người luôn, cái chứng tỏ chủ đề này thực sự là rất dễ. Nhưng mà vấn đề là người chơi là có đủ đủ tinh thần, đủ cái độ run để vẽ hoàn thành xong bức tranh không? Mọi người ạ, quan trọng là như vậy. Hay vậy ta. Hay à, cái gì đấy, có gì hay đấy, gì hay đấy. Đá banh, đá banh. À, ok, ok. Eli nghĩ là mọi người phải tập trung vào chi tiết đi. Tập trung vào chi tiết mọi người ơi. Đây, Su lên đây. Trời ơi, có gì khó để Su giải quyết. Em nhìn là em đoán được cái này. Ôi trời ơi, Eli à. Ơi. Cho Su nhìn Eli cái nhìn cái trước khi thường nhớ nào. Ơi, ơi, đây. Ok. Ok, ok. Cái này không biết được nữa thì thôi chứ. Ok. Em đóng lại, nghĩ ra ai luôn á. Đúng thế luôn à. Mọi người nghe thấy chưa? Lu có cơ hội rồi, đúng dễ luôn, đúng dễ luôn. Chị Lu ơi, chị Lu mà ăn chia nha, chia nha. Chia nha, chia nha. Chia nha, chia nha, trời chưa gì đã thấy chia nhau rồi. Chưa gì mọi người đã chia rồi. Cố lên Su ơi, cố lên, cố lên Su ơi, cố lên. Cả dòng họ tìm Su, cả tìm tìm Su. Cả dòng họ luôn. Oh no. Nghe mùi tan rồi. Thật mọi người, cả dòng họ tìm luôn rồi. Còn... Su sẽ cố gắng hết sức rồi. Chứ Su thật xùi, Su không biết chứ. Ok, ok. Có nghĩa là sau Su thể hiện này sẽ là cuối cùng là đến Lu mọi người. Lu sẽ làm quyết định xem là biệt đội Titan của chúng ta ngày hôm nay là có thể đoạt được cái giải, gọi là cái giải nghìn đậu của con nấm không mọi người. Một nghìn đậu đấy mọi người. Một nghìn đậu. Đố anh Lê á, được hay không? Ơi, ơi. Đố anh á. Ơi, đố gì cơ, đố gì cơ. Đố anh là chị Lu có thể nhận được nghìn đậu không? Rồi, tôi lại dễ lắm. Cái gì đấy, con gì hot đấy. Ok, dài dài. Ô, hết rồi nè. Ê à, bình tĩnh, bình tĩnh mọi người. Bình tĩnh, bình tĩnh. Su, 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 Su vẽ gì đấy, Su kể vẽ gì đấy. Chắc chắn gì, chắc chắn gì. Chắc chắn là rau à. Ok, tất cả mọi người ở đây và chúng ta im lặng để cho Eli đoán. Lucy đoán mọi người. Lucy đoán. Mọi người lên 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 xem mấy tác phẩm để đời, mọi người tác phẩm để đời. Rồi, quyết định được chưa? Chắc chắn chưa? Chốt đơn là Eli đúng không? Vậy xem những bức ảnh sau này. Quan trọng là những bức ảnh được trước này. Mọi người đây nha. Tôi chào rồi, tôi chào rồi. Không còn gì. Su nhìn như này và Su ra được như này là biết đỉnh cái nào rồi đó. Đây là chất chơi rồi đấy, chất chơi người chơi rồi đấy. Eli qua các thời kỳ. Đây gọi là Eli qua các thời kỳ đấy mọi người. Này do Eli do trong xứ sở thần tiên hơn nữa. Công nhận mọi người vẽ đẹp thật. Đấy, đấy mọi người thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đúng rồi, dịch giống Eli thật là cái nhân vật nào đó. Quá quá chuẩn. Đây mọi người hãy nhìn đi. Mọi người nhìn đi. Nào ai ném quả trắng gì? Quế Eli con ai đó mọi người. Đây mọi người
Đây mọi người thấy chưa? Nhờ có sự cố gắng của tất cả mọi người đấy mọi người ạ. Nhà sâu. Đấm ơi, giờ đấm làm gì đây? Giờ đấm tính thế nào đây? Phần thưởng ngày hôm nay chúng ta sẽ cho Ellie và Ellie cũng được 1000 đậu luôn. Yeah mọi người, 1000 đậu rồi. Yeah. Mọi người thấy chưa? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến với thử thách ngày hôm nay. Mọi người hãy nhìn xem một bức tranh này đẹp bá cháy luôn mọi người ạ. Đoán thực sự là hôm nay Ellie để ý là hôm nay là cái khả năng vẽ của mọi người bộc lộ ra này, mới được tòi ra đấy mọi người ạ. Ok, cảm ơn mọi người đã đến với thử thách tham thao thất bản, và rất mong là mọi người hãy luôn luôn ủng hộ cái nội dung này. Nếu như ủng hộ là nội dung này được nhiều người yêu mến, được nhiều bạn yêu quý, thì chúng ta sẽ có những cái thử thách tiếp theo mà Nấm và Ellie, Su và Lu sẽ cùng chia sẻ cho mọi người trong những video tiếp theo nha. Và ok, xin chào tất cả mọi người.